vào khoảng 22 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2020 tại khu vực trạm thu phí đường cao tốc 5B, tổ xã Tân Tiến huyện Văn Giang, tổ công tác của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phối hợp với đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, phòng 8, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an tiến hành kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios biển kiểm soát 99A08813. Trên xe ô tô có 3 người gồm Lê Thị Bích Liên, sinh năm 1965, trú tại số 42, Đường Lê An, Nguyễn Thị Ngọc sinh năm 1975, trú tại số 50 đường Nguyễn Đình Tấn và Đoàn Văn Thanh sinh năm 1993, trú tại số 38 ngõ 190 đường Nguyễn Công Hãng đều thuộc phường Trần Nguyên Hãn thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang. Quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện lê thị Bích Liên đang cất giấu trong người hai túi ni lông bên trong chứa chất bột màu trắng được ép thành bánh hình chữ nhật, liên khai nhận là hai bánh ma túy. Ngoài vật chứng nghi là ma túy trên tổ công tác đã thu giữ một xe ô tô, bốn điện thoại di động và số tiền gần 33 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra liên khai nhận do hám lời nên đã vận chuyển thuê số ma túy trên. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tạm giữ liên về hành vi vận chuyển trái phép trên ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.